Tất cả các bạn thân mến, bài học của chúng ta ngày hôm nay tiếp tục với bài số 9, bài toán về thêm hoặc bớt một số đơn vị. Chúng ta sẽ vào phần luyện tập số 2. Phần luyện tập số 2 như sau. Trên xe có 14 bạn. Đến điểm dừng thì có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Bài toán này chúng ta sẽ thực hiện vào hai phần, đó là phần tóm tắt và phần bài giải. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tóm tắt như sau. Bài toán cho là trên xe có 14 bạn thì chúng ta sẽ tóm tắt là có 14 bạn. Đó. Điểm dừng thì có 3 bạn xuống xe thì chúng ta sẽ ghi là xuống 3 bạn. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Chúng ta sẽ ghi là trên xe còn chấm chấm bạn. Đó, đây là phần tóm tắt. Đó, các bạn sẽ hoàn thiện vào trong vở của mình. Tiếp theo, mình sẽ thực hiện bài toán này như sau. Có câu hỏi thì phải có câu trả lời. Bài giải. Trên xe có số bạn là trên xe có số bạn là đó. Xuống xe có nghĩa là bớt đi, chúng ta bớt đi thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Chúng ta lấy 14 bạn trên xe trừ đi 3 bạn xuống xe thì còn lại là 11 bạn. Đáp số 11 bạn. Các bạn thân mến, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện một bài toán qua các bước, đó là tóm tắt và bài giải. Bài giải thì có 3 bước. Bước 1 trả lời câu hỏi, bước 2 là thực hiện phép tính và bước 3 là đáp số. Về nhà, các bạn tiếp tục hoàn thiện vào bài vở của mình. Còn bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.